Chào các bạn nhé. Video này mình chia sẻ cách làm cho chiếc ly bên trên này nó văng ra ngoài mà chúng ta không cần chạm tay vào nha các bạn. Rồi mời các bạn xem nha. Các bạn kiếm cho mình cái ly dưới này nó lớn hơn cái ly bên trên, để khi chúng ta đặt cái ly bên trên này vào á, nó có khe hở xung quanh này thì chúng ta thực hiện sẽ dễ hơn. Còn chúng ta dùng hai ly bằng nhau á, khi đặt vào nó khít khe hết, rất là khó nha các bạn. Các bạn thổi cho mình một phát thật mạnh, thật dứt khoát vào cái khe này, các bạn thổi xuống nha. Đó, các bạn thấy chưa?